tháng giờ tôi cày view cho Sky nha. Tôi vừa make up, tôi vừa mở là tôi coi có bằng chứng đàng hoàng, có hình chụp đàng hoàng. Tôi là một Sky con. Lại. Nhiều lắm em. Có 500 ngàn à. Tôi ăn chát được. Vô tới họng rồi mà không có được a nhai. Mua việc lót đó là trúng nhiều lắm á. Chắc là anh khóc suốt ngày vu vi. Chắc 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 bùm. Phải đôi ta nhiều bước nhau đi. Chắc 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 bùm. Tra nhận kim cương cho kẻ kêu chồng. Chạch 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 bùm. Nhà lầu xe hơi ai nỡ phụ lòng. Chạch 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 bùm. Thầy mẹ tham sang nên duyên ép. Người người tôi dưới cộng lòng á. Bài trai kim cương nào soi sáng con tim. Chặt 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 bầm vòng nhẫn cưới đó em đeo. Mặt quá, cái tay không vô được. Thôi hết từ đây mà em đuổi tất cả bao nhiêu. Hả? Á nó có 500 mà nhá nhỏ ca sĩ hoài luôn. Nó cứ hát để được 500. Trời ơi. Em hát nào anh nói đi. Em vả lắm rồi. Hay là anh muốn hát bài mới của Tùng? Không, không. Không có hiểu. Hãy không gì? Hiểu bài đó. Hãy trao cho anh hả? Gì đó quên à. Thật sự là chưa nghe được cái lời luôn đó. Con Ngọc Lan nó chưa hề nghe bài của Sơn Tùng. Nó xe như nó nghe 80 lần. Không nha. Có bằng chứng là sáng giờ tôi cày view cho Sky nha. Tôi vừa make up, tôi vừa mở là tôi coi có bằng chứng đàng hoàng, có hình chụp đàng hoàng. Tôi là một Sky con. Rồi sắp chưa, kết sắp chưa. Đâu. Thôi chúng tôi vô quay tiếp các bạn. Hết buồn rồi, vui lại rồi. Cuộc sống muôn màu trở lại rồi. Chúc MV của Sơn Tùng đứng top nhất thế giới.